Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, môi trường ô nhiễm, thói quen ăn uống thiếu lành mạnh có thể là những nguyên nhân khiến độc tố gia tăng trong cơ thể. Lâu dài, lượng độc tố khi không được thải ra ngoài sẽ tích tụ và gây ra các vấn đề cho sức khỏe. Một số dấu hiệu sau đây có thể cảnh báo tình trạng độc tố tích tụ quá nhiều trong cơ thể của bạn. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế thường xuyên mất ngủ, theo phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Thành, chuyên gia gan mật bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Mất ngủ là tình trạng thường thấy và gây ra không ít phiền toái cho những ai mắc phải. Tuy nhiên, nếu tình trạng này không phải do thực phẩm hay chế độ làm việc quá tải thì rất có thể là do cơ thể đang tích tụ độc tố. Lượng độc tố quá tải sẽ làm giảm lượng melatonin và gây ra tình trạng rối loạn giấc ngủ. Lúc này, các phương pháp detox hay luyện tập thể thao nhẹ nhàng sẽ giúp bạn thanh lọc cơ thể và nhanh chóng lấy lại được giấc ngủ ngon. Hơi thở hôi và lưỡi chuyển màu. Chú ý tới màu sắc lưỡi và hơi thở có thể giúp nhận biết tình trạng sức khỏe. Ở người khỏe mạnh, lưỡi thường có màu hồng hoặc đỏ nhạt. Khi lưỡi chuyển màu vàng và xuất hiện nhiều bột trắng, có thể là do lượng độc tố tích tụ quá nhiều. Bên cạnh đó, hơi thở nặng mùi cũng là một dấu hiệu không thể bỏ qua. Dù làm vệ sinh răng miệng đầy đủ nhưng mùi hôi khó chịu vẫn xuất hiện. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy hệ tiêu hóa và gan của bạn đang chứa rất nhiều độc tố. Mệt mỏi, đau nhức cơ bắp thường xuyên. Mệt mỏi hay đau nhức cơ bắp thường xuyên cũng là một dấu hiệu cho thấy cơ thể đang tích tụ nhiều độc tố. Nếu bạn ngủ đủ 8 tiếng trên ngày mà vẫn thức dậy với cảm giác mệt mỏi thì cơ thể bạn có thể đang chứa một lượng độc tố không nhỏ. Lượng độc tố này khiến bạn căng thẳng, chán trường, ngay cả khi bạn nghỉ ngơi đầy đủ. Vấn đề này kéo dài có thể làm trì trệ năng suất làm việc của bạn, buộc bạn phải tìm đến sự hỗ trợ của các chất kích thích như cà phê, nước tăng lực. Những thực phẩm này lại càng đưa thêm độc tố vào cơ thể, gây suy nhược chức năng thận. Tập thể dục, tăng cường các hoạt động ngoài trời, hít thở không khí trong lành là những cách cơ bản giúp đào thải độc tố qua mồ hôi và hơi thở, nạp lại nặng nguồn. gặp các vấn đề về da. Theo bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, gan của bạn có khả năng loại trừ hầu hết các độc tố xâm hại vào cơ thể bạn. Tuy nhiên, nếu gan phải làm việc quá tải khi cơ thể bạn chứa quá nhiều độc tố, nó sẽ được biểu hiện qua da, mụn trứng cá, mụn nước hay phát ban có thể xuất hiện thường xuyên khi cơ thể quá tải độc tố. Tình trạng dị ứng không rõ nguyên nhân cũng có thể là dấu hiệu của tình trạng trên. Những vấn đề về da xuất hiện do nguyên nhân này thường không được cải thiện bởi các phương pháp chăm sóc da bên ngoài. Phương pháp thanh lọc cơ thể là điều cần thiết để loại bỏ độc tố và những vấn đề trên. Ngừng ăn những thực phẩm nhiều dầu mỡ, thực phẩm đóng hộp với hàm lượng muối và các chất bảo quản và thay bằng rau quả sẽ giúp bạn loại bỏ những độc tố này và cải thiện những vấn đề về da. Béo bụng Ngoại trừ các nguyên nhân như thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, lời vận động, thì béo bụng cũng là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang tích tụ nhiều chất có hại. Do khi độc tố tích tụ nhiều sẽ tác động đến lượng đường huyết và cholesterol gây tích tụ chất béo ở vùng bụng. Khi thấy vòng eo tăng nhanh bất thường, không kiểm soát thì đó cũng là lúc cơ thể bạn cần phải thanh lọc. Cách đơn giản thải độc tại nhà, tập thể dục, yoga hoặc nhảy dây đều đặn mỗi ngày đều tốt. Bên cạnh đó bạn có thể phối hợp khí công hoặc nhiều bài tập khác có ích cho sức khỏe, ăn nhiều chất xơ, thay đổi chế độ dinh dưỡng bằng cách bổ sung nhiều chất xơ cho khẩu phần ăn mỗi ngày. Theo nghiên cứu, củ cải đường, củ cải, cải bắp, súp lơ xanh rất tốt để loại độc tố. Kiểm soát stress, một trong những nguyên nhân sản sinh ra bệnh tật ở người là stress. Khi căng thẳng, cơ thể thường giải phóng một lượng lớn hormone cortisol, góp phần làm xuất hiện bệnh cao huyết áp, béo phì và tiểu đường. Vì vậy Suy nghĩ và nhìn nhận mọi việc theo một hướng tích cực cũng là một cách thải độc cơ thể hiệu quả mà đơn giản. Uống đủ nước, hãy tạo thói quen mỗi sáng khi vừa thức dậy uống một cốc nước vắt vài giọt cốt chanh. Chanh giúp bổ sung lượng nước mất đi trong giấc ngủ và kích thích tiêu hóa, làm cơ thể bạn nhanh chóng thải độc tố tích tụ lại qua đêm trong cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, tinh tàu hành tây trị sổ mũi ở trẻ, chữa ho, cảm sổ mũi cho trẻ từ việc tắm nước gừng là những thông tin hữu ích mà chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau